sắp nghe câu hò ơi. Chiều vàng giọt nắng cho môi em thêm hồng, cầu tre lắc léo quê hương anh miền Tây. Dù nghèo mà vui em nào thương thì về đây. Tình mình xuyên qua bao mảnh trăng đời đẹp hơn khi em có anh. Về miền Tây hôn nghe mấy câu chờ con đứng lên. Đồng ruộng xanh quanh năm tốt tươi, mùa voi thu ai ai cũng vui còn chờ chi em ơi. Đã nhiên bên mật đám cưới
ngóng trông em về. Qua bao mùa xuân em mới lấy chồng được chưa? Anh nhớ hồi đó nhớ con vô cùng xíu. Mà sao giờ đây em tươi quá chừng gì ta? Em như hoa hậu thơ mấy câu để đón em. Dù trên trâu ra nấu thêm thịt đen. Về nhà mình sống đời mình sống có chi mà cười. Về chuyện gì mà khó qua đã có anh rồi. Ba cũng cần chiến ít trên lầu cao mang trầu đưa lối. Khách kính mến, tình yêu luôn là sự yêu thương khát khao cháy bỏng của hai tâm hồn, là sự rung động của hai con tim cùng hòa chung một nhịp đập, là qua thơm trái ngọt dân đời. Em ơi xin một nửa thôi đem về ghép lại thành đôi vợ chồng. Lời đầu tiên trong bản thân sư sẽ được thay lời cho dịch vụ đổ ăn Thu Hồng, âm thanh ánh sáng sự kiện Trích Phúc đến từ thành phố Vĩnh Long. Xin được gửi đến tất cả quý vị quan khách quý lời kính chúc sức khỏe, lời chào mừng nồng nhiệt và trân trọng nhất. Vâng, kính thưa tất cả quý vị quan khách kính mến, tình yêu quả đúng diệu kỳ. Mặc dù nó chỉ nằm nơi sâu lắng ở mọi con tim, nhưng đã gọi khắp thế gian để mang đến cho đời ánh sáng đồ cười, cũng như tô điểm cho cuộc sống những sắc màu tươi đẹp. Thế thì những phép màu diệu kỳ của tình yêu đã mang lại cho Kiều Tiên, Trần Chí một tình yêu đẹp để tiến đến hôn nhân thành công mỹ mãn. Dù phút ban đầu em với tôi nhìn nhau cũng đã làm quên đời, và giờ đây niềm tin yêu hạnh phúc ngọt ngào ấy đã như một con sóng tình hòa quyện vào nhau để tô điểm cho hai trái tim của Kiều Tiên và Trần Chí. Họ sẽ cùng nắm tay nhau đi trên con đường đầy hoa, trong có sự tinh khiết và thăng hoa của tình yêu. Niềm vui son sắc đợi chờ, tháng năm mong đợi, bây giờ là đây. Và đồng hồ hôm nay Thanh Sơn cũng xin được thay lời cho gia đình xin được cảm ơn tất cả quý vị quan khách, chẳng ngại đường xá xa xôi, bất chút thời gian quý báu của mình để về đây cùng chung vui buổi tiệc. Và Thanh Sơn cũng xin được thay lời cho dịch vụ nấu ăn Thu Hồng, âm thanh ánh sáng sự kiện Trí Phúc. Xin được cảm ơn gia đình đã chọn dịch vụ nấu ăn Thu Hồng và âm thanh ánh sáng sự kiện Trí Phúc của chúng tôi về đây để phục vụ tiệc, cũng như phục vụ vấn đề mừng lễ vu quy của cô dâu Kiều Tiên sẵn riêng cùng chú rể Trần Chí. Và trong tiệc chiêu đại tiếp đón cũng như phục vụ vấn đề có điều gì sơ sót thì xin quý vị hãy vì tình cảm của gia đình cũng như lòng cảm mến của Kiều Tiên và Trần Chí thông cảm và bỏ qua. Và sự hiện diện của tất cả quý vị quan khách có mặt trong đài hôm nay không những là một niềm vinh dự và hạnh phúc cho gia đình, mà còn là hành trang tinh thần quý báu mà quý vị đã gửi tặng đến cho Kiều Tiên và Trần Chí trong ngày vui trọng đại của đời lửa hôm nay. Và để mối lệ vô quy của cô dâu Kiều Tiên sẵn duyên cùng chú rể Trần Chí, Thanh Sơn cùng sẽ được thay lời cho dịch vụ nấu ăn Thu Hồng, âm thanh sự kiện Trí Phúc. Xin được chúc cho đôi quyên gương Kiều Tiên, Trần Chí được tơ hồng thắt chặt tình viên mãn, hạnh phúc trăm năm đến bạc đầu. Và cũng xin được chúc cho tất cả quý vị quan khách có một buổi tiệc thật vui ngon miệng, gia đình an lành, hạnh phúc và làm ăn phát tài. Vâng, và ngay bây giờ xin mời tất cả quý vị hãy cho một tràng vỗ tay thật nồng nhiệt để chương trình văn nghệ xin được phép bắt đầu. Ở phương và đề mở đầu chương trình, xin mời tất cả quý vị chúng ta cùng hướng mắt về sân khấu và cùng chào đón qua tiếng hát của ca sĩ Diễm Hằng. Một tràng vỗ tay thật nồng nhiệt để chào đón tiếng hát của ca sĩ Diễm Hằng, các đồng bạn. Vâng, xin được cảm ơn những tràng vỗ tay của tất cả quý vị. Dạ vâng ạ, xin cảm ơn MC Thanh Sơn rất nhiều. Và để mở đầu cho chương trình văn nghệ ngày hôm nay, trong khi chờ đợi toàn thể quý vị quan khách đăng ký ca khúc của mình, thì Diễm Hằng xin được mến tặng quý vị ca khúc được mang tên Như Vẹt Nắng Soi Vì Cùng Thưởng Thức ạ. Thank you.
thế giới là em nè, nhị thế giới là anh nha. Gặp nhau là duyên số, gõ cửa thăm đời ta. Đêm trăng thanh lòng thương nhớ, ai ngân nga câu chung tình. Mong con đường tương lai sẽ đón ta về bên nhau. Con gái yêu bằng tay thì con trai yêu bằng mắt. Tính anh lắm dễ thương, còn nhan sắc em mấy miêu. Đưa bàn tay đây anh nắm, dắt em qua bao dông đời. Trao cho nhau tình say đắm thì còn gì hơn ta ơi. Với tiếng hát của Diệm Hân, với ca khúc Tình Cờ, một đêm giữa sách Tết của Diệp Minh Tuyền. Vâng, xin được cảm ơn Diệp Cảnh Hoa thân thương và tất cả quý vị đã gửi tặng đến cho Diệm Hân. Và để tiếp nối chương trình thân xương cũng sẽ được trân trọng kính mời tất cả quý vị quan khách quý yêu thích văn nghệ, chúng ta hãy chọn ra cho mình những ca khúc thật là dễ thương để hát tặng cho đôi quyên gương Kiều Tiên, Trần Chí thay cho những lời chúc mừng hạnh phúc. Xin được trân trọng và trân trọng kính mời. Sông nước quê em sạc nắng mưa hồng, mùa mưa vẫn nồng nàn về đây đông. Thương cho ta hao qua nước ngòi mái trăng sạc đời, phù sa núi lớn tận đường bay đời. Em gái nam nằm nước mưa đôi hồng, đang đôi sông thì còn mưa tận nhớ. Mình thắm đôi cho đời biến đổi, nắng mưa dầm mưa rồi đêm sáng đến tận nhà tháng mười. Ta ơi nhớ nhau về cao lắm tìm mối tìm về thắp đèn tận cao lắm nơi tìm ai chẳng chờ lắm cho cũng nhớ về đây. Xa xứ nhớ thương về nhà, em nói yêu anh mây nói tình đầu, hãy sống lời mây đèo em đứng qua. Thương hồng cứ thật xa, sống đó mấy nhà, chẳng nghe tìm người, ngồi tên xa đất cầm mẹ tháp người. Ngồi tên xa đất cầm mẹ tháp người. Vâng, và các thứ hai sẽ được trình bày một ca hợp khúc trữ tình được phối lại giữa hai ca khúc Phố Đêm, một sáng tác của Tâm Anh, Nửa Đêm Ngoài Phố, một sáng tác của Trúc Phương. Xin mời tất cả quý vị cùng lắng nghe. Phố Đêm trước. Thank you.
còn vui, biết chưa kịp khui cứ hết mình, chuyện kia từ từ tính xa. Mẹ cha đừng lo, tương lai sẽ có con dâu ngoan hiền cùng đàn cháu thơ. Cuộc chơi còn vui, biết chưa kịp khui cứ hết mình, chuyện kia từ từ tính xa. Mẹ cha đừng lo, tương lai sẽ có con dâu ngoan hiền cùng đàn cháu thơ. Về lại nơi này làng mưa cũng
Tình em
hoan hoan chào đón tất cả quý khách và đợi mối quan hệ xuất giá của cô dâu Kiều Tiên. Lễ đầu tiên con phép cô là Thanh Sơn cũng xin được ra mạng phép thay lại cho gia đình và xin được gửi đến tất cả quý vị quan khách quý lời kính chúc sức khỏe, lời chào mừng đồng diện và trân trọng nhất. Vâng, kính thưa tất cả quý vị quan khách kính mến, chư Bồ Kỳ, khai trưởng Bồ Kỳ, làm thân con gái phải đi theo chồng. Hoa hồng đẹp bảy màu hồng, tình yêu đẹp bảy bản đồng thủy chung. Chúc tất cả quý vị ngày hôm nay gia đình của hai quận có tổ chức một buổi lễ Bồ Kỳ cho con gái yêu Kiều Tiên của mình. Vâng, kính thưa tất cả quý vị quan khách, chiếc ngày có mốc mấy đỡ cành xanh ngọn, nước có nguồn mấy bảy đặng song song. Kính thưa tất cả quý vị quan khách, ăn quả nhớ kẻ trồng cây, đó là đạo lý ngàn đời của người Việt Nam. Vâng, và ngay bây giờ xin mời cô dâu Kiều Tiên, chúng ta hãy quay về bàn lễ để làm nghi thức, làm lễ gửi qua phố. Vâng, xin được ra cho các bạn. Chưa đại tiếp đón có điều gì sơ sót thì xin quý vị hãy vì tình cảm của gia đình cũng như lòng cảm mến của cô dâu Kiều Tiên không ngại mà bỏ qua. Vâng, và ngay bây giờ thay cho lời cảm ơn chân thành đó, ngay bây giờ xin được ra trân trọng kính mời Kiều Tiên hãy lần lượt dân dựng ly rượu lên ra những người chú, người bác, người thân của mình để thay cho lời cảm ơn chân thành và tất cả quý khách đã kính chúc thời gian quý báu của mình để quý vị cùng chung vui buổi tiệc. Tình yêu lên ngôi của cô dâu Kiều Tiên. Bắt bài liên sự này thì cô dâu Kiều Tiên cũng thay cho lời cảm ơn chân thành mà tất cả các tổ bà, chú bác, cô cậu gì đã đến trước thời gian quý báu của mình để về đây cùng chung vui buổi tiệc. Tôi xin được ra cho bạn biết này. Hôm nay có của cháu thôi. Chúc cho hai cháu được trăm năm hạnh phúc. Chồng nói vợ nghe, vợ nói chồng nghe. Muốn gì được nấy, muốn vàng được vàng, muốn bạc được bạc. Chúc cho hai cháu lúa vô đầy bồn, gạo lo đầy ấm. Thank you.
kỳ thi ngày hôm nay rất là hạnh phúc khi có sự hiện diện của chị Út, và càng hạnh phúc hơn khi nhận được món quà của chị Út, đó là một ý nhận một lần nữa cũng xin được hỗ trợ cho người ca. Như con tầm dạ tôi không mệt mỏi, chỉ mong sao cho con mình cùng lớn lên người. Dẫu biết rằng kỳ diện vợ gả chồng trên những đứa con thân yêu của mình, đó là trách nhiệm, là bổn phận của các bậc làm cha làm mẹ. Nhưng đó cũng là niềm hạnh phúc, mà thứ hạnh phúc ngọt ngào nhất cuộc sống đã ban tặng cho con người từ kết quả của sự yêu đương. Và để có được ngày vui và hạnh phúc như thế này, sau lưng sự bao dung vẫn tại đấy, đó là cả một công trình vô giá mà mẹ cha đã dành tặng cho những đứa con thân yêu của mình. Vâng, và ngay bây giờ xin mời Kiều Tiên hãy dâng những ly rượu ấm lòng lên sông đen của mình để đền đáp công ơn sư thành và giáo dưỡng. Vì con cha mẹ trong nhà ông sâu nghĩa nặng, như là biển đông đúng trăng biển rộng mênh mông, đền cha nghĩa mẹ đông đầy trong con. Như một lời tri ân đến đấng sinh thành đã tạo cho chúng con một hình hài, một cuộc sống cho dù phải hy sinh cả cuộc đời và hạnh phúc của mình. Vâng, và tôi xin được trân trọng kính mời ba mẹ của Kiều Tiên hãy cảm đi để chúc phúc cùng nhau, chúc mừng cho Kiều Tiên trong buổi lễ vui vẻ hôm nay. Quý vị ơi, chúng ta hãy nâng ly lên thật cao, ôm cái thật đàng và lại vô cho thật to để chúc mừng cho cô Kiều Tiên với các bạn. Một, hai, ba, bốn. Xin mời Kiều Tiên hãy dâng đủ cho chị ha. Chị như vậy này vậy không ai kia hai con trai xíu lại quá nhiều này có nhìn mũi tinh út sao cả là xíu lại quá rồi. Nhìn máy nè, nhìn máy nè, nhìn máy, nhìn máy, nhìn máy nè. Hai hai ba ông ông bà thân sư cùng xin được trân trọng kính mời tất cả anh chị em bạn bè của Kiều Tiên có những là món quà để gửi tặng đến cho Kiều Tiên trong buổi lễ vui kỳ hôm nay, thì chúng ta hãy tiến về bên trên để gửi tặng cho Kiều Tiên một lần nữa. Xin được trân trọng và trân trọng kính mời. Tôi xin được cảm ơn hai cô chị lớn cùng đã có một món quà để gửi tặng đến cho Kiều Tiên. Và ngay bây giờ xin mời Diên Minh Trí cũng sẽ chuẩn bị một món quà, và sau đó thì cũng xin mời Gia Luân. Vâng, và cảm ơn bạn Gia Luân cũng đã vừa khoảng 150 km để gửi lên cùng là chúc mừng những ngày tình yêu lên ngôi của Kiều Tiên. Một lần nữa xin được cảm ơn và cảm ơn rất nhiều. Một lần nữa tôi xin được cảm ơn các bạn rất nhiều. Và ngày hôm nay chị hai không có gì hết, chị hai gửi tặng đến cái em gái Kiều Tiên của mình một cây vàng, đó là một cây chiếc kiền và một cây chiếc vòng. Cũng là bữa nay thân con hơi lớn rồi ạ. Và nghi thức tiệc sức giá của cô dâu Kiều Tiên xin được phép khép lại ngày đây. Và thân sư cũng xin được chúc cho Kiều Tiên và Trần Ký được tân hồng thắt chặt tình viên mãn, hạnh phúc trăm năm đến bạc đầu. Và cũng không quên xin được chúc cho tất cả quý vị quan khách có một buổi tiệc thật vui ngon miệng, gia đình an lành hạnh phúc và làm ăn phát tài. Xin trân trọng kính chào.
tìm được một tình yêu đã thương. Mến những người chưa quen, một người ở lại đèn cắt môi mộng. Yêu ai anh băng sông dài cho đẹp lòng. Trời nào giá lạnh ngổn đau, một người chợt nghe gió giữa đêm mong xót vào trong lòng. Và một mình tôi chết trong tâm tình tặng người chưa biết một lần. Giờ đã gặp được một nụ hoa nở về. Tôi phải làm sao người ơi? Người ơi, chắc người cũng hiểu rằng quê mình từ lâu lửa binh giao tan tác chiến miên. Nên tôi hay hát lời nhạc buồn quê hương. Người ơi, đời tôi không là gỗ đá, trong tôi chan chứa tình người. Nên trên môi tôi hay thiếu nụ cười. Người là nước mắt thôi mà người đời che lấp đau thương. Người ơi, tôi không dối mình dối đời. Xin người yêu cho dù tôi vương tơ kiếp nợ tầm. Hồn tôi ôi chan chứa tình quê. Nên cả đời tôi tôi say mê khúc nhạc cũng buồn. Tôi yêu thương tiếng hỏi đêm như yêu sông nối mình một trời khổ đau. Tôi hay thiếu nụ cười vì nụ cười là nước mắt khô mà người đời che lấp đau thương. Người ơi, tôi không dối mình dối đời. Xin người hiểu cho hồn tôi vương tơ kiếp nợ tầm. Nhưng người yêu cho hồn tôi ôi chan chứa tình quê. Nên
tiếng hỏi em như yêu sông núi mình một trời tôi yêu thương tiếng hỏi em như yêu sông núi mình một trời khổ đau.
xưa còn đây chiếc hôn này một đêm bay xa tầm tay, yêu dù là xa nơi đâu anh xin được đi đâu, xa dù thật xa nếu đôi ta yêu nhau thật sâu, muôn nghìn trùng không xa cách tôi mình cùng yêu nhau mãi. Ngày chờ đêm khóc mưa trong lòng giông tố rất xa xa chưa rất nỗi buồn. Nhớ làm quê mẹ mỗi một giờ bóng con nhớ. Thương nhà nhà nắng ngày xưa con bạc bằng nên phải đã đi xa nhớ nhà đi xa nhớ mẹ dù cao chân kia. Em, anh muốn yêu em
dài lâu. Em, anh vẫn yêu em đậm sâu. Cho tim thu là một giây, yêu em cho đến khi ông thôi gặp gần, đến khi loài chiến quên lối thôi. Yêu em trong tay anh nghe một nhau, nếu đời là một giấc chi bao, xin yêu em thiết tha như yêu lần đầu. Anh muốn yêu em dài lâu, em anh muốn yêu em dài lâu. Anh muốn yêu em đậm sâu, em anh đã yêu em từ lâu, em anh muốn yêu em dài lâu. Đã đến lúc nói đến câu ra từng tình yêu hai loài, để rồi em dường như hai chúng ta chưa bao giờ sẽ về. Nếu lúc trước tiếng yêu không nói được, mong mơ kia không giữ lâu, thì ngày nay khi chút con phố quê sao không chào nhau. Tình đôi giữa chỉ trong tim đau lần đầu, tình đã đâm tim anh nhìn đàn vỡ tà. Bình anh thôi xin mang thương đau, cầu mong sao em thành đi bao nhiêu tháng xưa. Lại đón chút nắng ngó tôi xa nhiều, tình đã hết vô đây thì tôi cũng như không. Thì hãy xem như ta chưa quen biết nhau, hai người xa lạ. Tình yêu đôi lúc trước chắc có rơi rất nhiều, từng đêm rơi nước mắt thương đau nhớ em nhiều. Đừng rơi xa nhau cho thêm bao xót xa, ôi ơi người ơi. Để tôi nghĩ đi chị ơi. Giữ áp của tôi à. Oh,
Hôm nay mùng 3 tháng 8 là ngày vui của hai cháu Chí và Tiên. Thì bữa nay thay mặt gia đình em Duy thì em cũng thắp nén nhang trên bàn thờ cho Tiên để trình lên quy tổ tiên, ông bà cha mẹ, đặc biệt là cô. Bữa nay là cái ngày vui của hai cháu. Mong tổ tiên, ông bà cha mẹ cũng như cô về phù hộ cho hai cháu và sự bình an và đầy hạnh phúc. Được dân hương của hai em tới xong đứng
đã lễ xong rồi, giờ là cái phần nhà trai thì lễ dần đấy, dạ đi ra để chút xíu mới ra chứ dắt này giờ mới trình thì dắt như đôi bàn tay lấy luôn đại diện đây là cái kèn chú nói là một sợi dây vàng, ba chỉ, này, bông vàng, hôm nay đèn chỉ cho cái đám cũng như cho hai cháu truyền tham gia thì nhà 24 thì một cây và 18 là ba chỉ về tiền mặt thì có 10 triệu, 20 triệu xin lỗi, 20 triệu và thì chỉ cần tặng cho một cái nhà tập chuyển tới đó cũng xin trình với cô bác văn viên cũng như họ là gái để chúng ta nắm. Đó là phần của cái trai. Bằng lòng đi em, anh về quê rước má lên liền. Ngày mai đám cưới à rước dâu bằng xuồng ba lá. Lối xóm qua chung niềm vui, hai đứa mình đẹp mối duyên hồng. Bằng lòng đi nhất trai làng anh công tử hào hoa, nhất gái quê em khuê cát tôn nhà, tròn đôi tám nàng là bông bưởi trắng, tròn đôi chín chàng bộ đen rất là, đôi trai tài gái sắc kém chi ai, đôi trai tài gái sắc kém chi ai, anh nhất cái làng trong con em nhất làng hoài, tiếng vàng đồn anh công tử giàu sang. Con gái thứ ta lợn già.
qua bao mái tranh, ngọt ngào sương hương vương mái tóc xanh. Mặn mà là những tình ngắn xa, quê tôi vẫn đẹp đẹp mấy tình người ta. Chiều làng quê say sưa trong tiếng ca, người làng quê yêu mong lúa thiên ca. Những mẹ già mua trong trẻ đùa sớm tươi, hoàng hồ quán trên sông con đò ngang, khoan hồ em về chớp lo tìm nhà lúc lo muốn vương cả liên gia. Em ơi hoàng hồ quán lúa chín tô mồ hôi, bao em chờ tới mùa đơm bông gửi ngàn lối sáng gặp nhanh ta ngang về. Chiều tàn rơi trên đê nghe tiếng ai hẹn hò nhau vui duyên thắm gái trai, tiếng hò chơi vơi khi chẳng ngờ lá lai em quê run rằng bao tiếng chảy buông lơi. Hàng dừa cao im mơ soi bóng sông, mong ngày mai say sưa những nước mắt gái nhìn sông hương hẹn trái mình lưu lâu, hai ta ước thề xây thắm tình duyên. Tiếng ghé chiều đêm tha lợp, nghe con cá bắt cánh về câu. Anh chiều nhân hẹn tiếng hò giang sơn. Hò tay mang nè bó mà xuống đồng miếng hò tại cây mà lòng nhớ ai. Mà dân mong mang người ơi, bao nhiêu lá mà thương người mới. Mai này em mơ chung mình gần kề bên nhau, qua hồ mình vui con nước anh đã em hò ngân nga. Là khi ma ba làng xa xóm gần chỉ đón thêm nàng dâu ma hồng, em rộn rén bước theo sau chúng mình ngân nghĩa nên tình phù. Chào mừng quan viên hai họ cùng tất cả các vị khách quý đang có mặt tại buổi lễ phu quy của cô dâu Kiều Tiên Sánh Duyên cùng chú rể Trần Chí. Lời đầu tiên cho phép Minh Chí sẽ được hai lời gia đình chủ hôn cùng với dịch vụ nấu ăn Thu Hồng, âm thanh ánh sáng sự kiện Trí Phúc. Xin gửi đến quan viên hai họ cùng tất cả các vị khách quý với lời kính chúc sức khỏe, hạnh phúc, thành đạt, lời chào thân thương và trân trọng nhất. Kính thưa quan viên hai họ, kính thưa toàn thể quý vị khách quý, tình yêu là đề tài muôn thuở mà người đời ca tụng, là sự gắn kết diệu kỳ giữa hai trái tim yêu, là hoa thơm trái ngọt dân đời. Chứ em ơi xin một nửa thôi, đem về ghép lại thành đôi vợ chồng. Và kính thưa quý vị, sau một thời gian dài quen biết và tìm hiểu thì tình yêu của đôi bạn Kiều Tiên Trần Chí được sự đồng thuận vun đắp và chung tay lo liệu từ phía hai bên gia đình, và cha mẹ hai bên đã thống nhất chọn ngày hôm nay là ngày 17 tháng 9 năm 2023, dầm ngày 3 tháng 8 năm Quý Mão để tổ chức tiệc mừng phu quy. Và kính thưa cùng tất cả quý vị, chứ ai chấp cánh cho chim bay về tổ, ai tìm đường cho đôi lứa gặp nhau, tình yêu được bắt đầu từ đôi mắt và ngày mai được bắt đầu từ ngày hôm nay. Và ngay bây giờ xin được mời quý vị chúng ta cùng hướng ánh nhìn của mình về cánh cổng của sự hạnh phúc, nơi có hai nhân vật chính. Họ đã sẵn sàng tiến về sân khấu với những tràng pháo tay không ngớt của quý vị. Một tràng pháo tay thật lớn dành đến cho cô dâu Kiều Tiên, chú rể Trần Chí, tay trong tay tiến lên đài vinh quang hạnh phúc.
Và kính thưa cùng tất cả các vị, chứ việc dựng vợ, gả chồng cho con cái không những là trách nhiệm, là bổn phận, mà còn là niềm vui, niềm hạnh phúc của những bậc làm cha, làm mẹ. Bởi cha mẹ nào cũng muốn con cái mình, trai, lớn lên dựng vợ, gái, lớn lên gả chồng cho yên bề gia thất. Thật đúng là cha mẹ ơn sâu tựa đất trời, nuôi con lao nhọc chẳng đầy vơi, mở vòng tay lớn dìu con trẻ, dẫn dắt con đi suốt cuộc đời. Và trong ngày vui, ngày trọng đại hôm nay, cho phép chúng tôi xin được kính giới thiệu và mời về sân khấu chủ hôn của hai bên gia đình, cũng là bậc sinh thành của cô dâu và chú rể. Đầu tiên, về phía họ nhà gái, xin được kính giới thiệu và mời về sân khấu ông Nguyễn Duy và bà Lâm Bách Thuận, là song thân của cô dâu Kiều Tiên, chủ hôn gia đình họ nhà gái. Xin mời ông bà cùng tiến về phía lễ đài. Chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để cùng chào đón và chúc mừng. Về phía chủ hôn gia đình họ nhà trai, xin được kính giới thiệu và mời về sân khấu ông Nguyễn Hòa và bà Trần Thị Ngọc Tuyền, là song thân của chú rể Trần Chí, chủ hôn gia đình họ nhà trai. Xin mời ông bà cùng tiến về phía lễ đài. Chúng ta cũng hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để cùng chào đón và chúc mừng thưa quý vị. Kính thưa toàn thể quý vị khách quý, trên sân khấu hiện giờ nhà gái hân hoan mừng rể quý, nhà trai hớn hở đón dâu hiền, hai bên cha mẹ vui vầy, anh đi làm rể, em về làm dâu. Và giờ đây, cho phép đại gia đình hạnh phúc chúng tôi xin được gửi đến toàn thể quý vị với lời chào trân trọng nhất. Chân thành cảm ơn sự hiện diện của tất cả quý vị trong buổi tiệc kỳ hôm nay. Kính thưa cùng tất cả quý vị, chứ chúng ta từng nghe ở đâu đó rằng con cò cổng nắng cổng mưa, mẹ tôi cổng cả bốn mùa gió sương. Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời không ai gian khổ bằng cha. Và cô dâu chú rể được cái ngày hôm nay cũng chính là nhờ công ơn sinh thành và giáo dưỡng của ông bà cha mẹ hai bên. Giờ đây, để tỏ tấm lòng hiếu kính, xin mời cô dâu chú rể hai tay dâng ly rượu hiếu thảo lên đấng sinh thành. Đầu tiên xin được mời cô dâu chú rể cùng dâng rượu lên cho đại diện chủ hôn họ nhà gái. Cái rượu nồng chúc phúc mẹ cha, vì con cha mẹ chống già, ơn sâu nghĩa nặng hơn là Thái Sơn Vũ Long uống hết kể ra khơi. Tình mẹ cha muôn đời biển cả, vạn bài thơ triệu đó hồng cảm tạ, cũng không bằng lòng yêu mẹ kính cha. Xin phép mời hai bên gia đình thông gia chúng ta cùng chạm ly uống cạn để thắt chặt tình nghĩa thông gia. Và xin được mời quý vị chúng ta cùng rót thật đầy ly, chúng ta cùng nâng thật cao, uống thật cạn. 2, 3. Và ngay bây giờ là những phút giây hạnh phúc dành đến cho cô dâu chú rể trong ngày hôm nay. Tháp ly pha lê đã chuẩn bị sẵn sàng. Kính thưa quý vị, chiếc rượu đồng kết nghĩa phu thê, tình trao nồng thắm duyên về với nhau, cùng chung bước đến mai sau, chúc cho hai bạn bên nhau trọn đời. Bánh lòng son sắt giữa mình với ta, bánh này xin được cắt ra sáng như trăng sáng giữa ta với mình, và một cắt phú quý vinh hoa, hai cắt con cháu thảo hiền, và ba cắt hạnh phúc trăm năm. Những tràng pháo tay của quý vị càng dài, cô dâu chú rể hôn càng lâu. Và bây giờ một nụ hôn từ chú rể, và 3, 2, 1. Kính thưa quý vị, chủ hôn vừa rồi cũng đã khép lại chương trình lễ ra mắt tiệc mừng vu quy dành cho cô dâu Kiều Tiên, sánh duyên cùng chú rể Trần Chí trong buổi sáng ngày hôm nay. Một lần nữa cho phép bên chú sẽ được thay lời cho toàn thể quý vị cùng với dịch vụ nấu ăn Thu Hồng, âm thanh ánh sáng sự kiện Trí Phúc, dịch vụ áo cưới Paulo Duy xin được mến chúc đôi bạn Kiều Tiên, Trần Chí vững kết đồng tâm trăm năm hạnh phúc. Chợ trong mai đêm nay sáng trăng, không nói không rằng là anh đi kiếm em, mà tìm em bao năm dài lê thê, mà đường thôn quê nói liền con đê, em mà không chê em về bên anh, mình tung bay đến chân trời bao la, trên làng quê ta trong lòng mình quan ca. Chợ
chồng ai đêm nay sẽ không. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
you heard about me.